Bên dưới đôi tai của tượng nhân sư, Ai Cập có gì? Ngay phía dưới tai phải của tượng nhân sư Sphinx tại Ai Cập có một cái lỗ kỳ lạ, với một tảng đá chặn kín miệng. Và thứ gì đang ẩn giấu bên trong đó là một câu hỏi khiến khoa học phải đau đầu nhiều năm qua. Trước kia, từng có một người Nga khẳng định rằng bên trong cái lỗ này chứa những công cụ mang tính chất cách mạng. Người này bảo rằng kiếp trước ông là một chiến binh từ Sao Hỏa đã ghé thăm Ai Cập vào giai đoạn tượng nhân sư mới được xây lên và khẳng định rằng bên trong có chứa đựng một phát kiến sẽ mang đến thay đổi lớn cho nhân loại. Tất nhiên là câu chuyện này hư cấu đến tột đỉnh rồi, nhưng duy việc cái lỗ dưới tai bức tượng đang cất giấu một thứ gì đó thì hoàn toàn có khả năng. Hơn nữa, đã từng có một bức họa từ thế kỷ 19 về cảnh con người bước ra từ trên đỉnh đầu bức tượng, cho thấy có khả năng bên trong tượng nhân sư còn một đường hầm mà chưa ai biết đến. Nhưng tại sao đến tận giờ phút này, bí ẩn vẫn chưa được giải quyết? Theo các nhà khảo cổ học, việc tiện đường vào bên trong tượng nhân sư ở thời điểm hiện tại là điều không thể, vì cứ mỗi lần họ đi vào, các con đường đều bị bịt kín hoặc ngập nước không thể tiến tới. Đĩa CD cổ đại không ai có thể giải mã. Vật trong ảnh trên được gọi là đĩa Phaistos, có niên đại từ thời nền văn minh Minoan của Hy Lạp từ 3.700 năm trước. Đó là một chiếc đĩa có đường kính khoảng 16cm được làm từ đất sét, bên trên khắc một số ký tự tượng hình. Vấn đề nằm ở chỗ, cho đến tận giờ phút này, giới khoa học vẫn chưa giải mã được các ký tự ấy cho biết điều gì. Họ chỉ thống nhất được rằng các ký tự nhiều khả năng được đọc theo đường xoắn ốc và dường như có liên quan đến tôn giáo, nữ thần của người Minoan. Nhưng nhiều năm trôi qua vẫn chưa ai giải được. Hầm mộ ăn xác tại Thổ Nhĩ Kỳ. Khu lăng mộ Knakler tại thành phố cổ Assos không chỉ là di tích lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ mà còn khiến giới khoa học cảm thấy băn khoăn rất nhiều. Nguyên do là vì hầm mộ này có thể phân hủy xác người với tốc độ nhanh đến bất thường. Được biết, niên đại của khu mộ ít nhất đã 2.700 năm và nó có khả năng phân hủy hoàn toàn xác người trong vòng 40 ngày, chỉ chừa lại hàm răng. Các nhà khoa học tin rằng nguyên nhân là vì lượng nhôm nguyên chất có trong mộ bốc cháy khiến xương thịt người tan rã, nhưng tất cả vẫn chỉ là giả thuyết chưa được chứng minh. Cocaine và thuốc lá trong xác ướp Ai Cập. Khi phân tích hài cốt của Pharaoh Ramses Đại Đế, các nhà khoa học nhận thấy dấu vết của thuốc lá, cocaine và cần sa trong ruột của xác ướp. Không lâu sau, rất nhiều xác ướp khác cũng cho kết quả tương tự. Vấn đề nằm ở chỗ, tất cả các chất này đến từ các loài thực vật bản địa của châu Mỹ mà mãi đến tận thế kỷ 15, con người mới đặt chân lên đó. Hiển nhiên phát hiện này trở thành bí ẩn, khiến giới khoa học cảm thấy khó mà nuốt trôi. Nhiều giả thuyết được đặt ra, phải chăng người Ai Cập đã tìm ra châu Mỹ, chứ không phải là Columbus. Những tảng đá tròn đến hoàn hảo ở Costa Rica. Những quả cầu này được gọi là Las Bolas, có niên đại từ cách đây 1.500 năm và có vẻ do nền văn minh Tiquis tạo ra trước khi bị xâm lược bởi đế quốc Tây Ban Nha. Các Las Bolas có đường kính rơi vào khoảng 10-257cm và có những quả nặng tới 16 tấn. Tuy nhiên, mục đích của người Tiquis khi tạo ra những quả cầu này thì chẳng ai rõ. Văn bản bí ẩn nhất mọi thời đại. Đó là Voynich, cuốn sách có niên đại từ thế kỷ 16, ra đời tại Ý trong thời kỳ Phục Hưng. Vấn đề nằm ở chỗ, nó được viết bằng một thứ ngôn ngữ không ai hiểu được, ngay cả các chuyên gia giải mã trong hai cuộc thế chiến thứ nhất và thứ hai cũng phải chịu thua. Gần đây, một số chuyên gia cho rằng mình đã giải mã được sách Voynich, nhưng rất tiếc kết quả cuối cùng lại không phải vậy. Tấm bản đồ giàu sang. Trong ảnh trên là một văn bản bằng đồng được tìm thấy trong một hang động tại Biển Chết. Giới chuyên môn tin rằng đó là một tấm bản đồ dẫn đến một kho báu của người Do Thái. Nhưng cụ thể là kho báu gì thì còn đang gây nhiều tranh cãi. Một số chuyên gia tin rằng đó là một kho báu bằng kim loại liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. Một số khác thì tin nó sẽ dẫn đến một ngôi đền cổ của người Do Thái từng sụp đổ vào năm 70.
Rất nhiều người đã cố gắng giải mã nó nhưng không thể tìm ra kho báu vì tính chính xác của thông tin bên trong không cao. Chẳng hạn tấm bản đồ có nêu rẽ trái tại thác nước, đó là điều không tưởng vì cái thác ấy nếu có tồn tại thì cũng bị vùi lấp toàn bộ qua thời gian rồi.